lật đổ chế độ và đi phản động. Vậy mà các người đó yêu thương đất nước, xây dựng đất nước mà là đi tiếp tay cho những lũ phản động, lấy đâu ra? Thả cái mỏ xuống để cho chính phủ rót rót cơm vô ngồi ăn hả? Thôi đi qua ăn mì, qua thử có ngồi có hạ mỏ không. Thằng Thăng Thái sáng là nói là các người ở bên nước ngoài gì bên Mỹ rất là giàu có mà mẹ nó ở yên thằng bên đi, hay bị dòm ngó để lật đổ cộng sản để về để làm. Mình mời Quốc Dương lên, sáng nay Quốc Dương hình như cũng bị lóc, bị Thăng Thái lóc nè. Mời Quốc Dương, sáng hình như thấy Hà My vô thấy gì Quốc Dương cũng bị lóc, Hà My cũng bị lóc luôn. Hai Hà Quốc My. Dương chào Quốc Dương. Chào mấy anh chị ở dưới diễn đàn Lá vì bị tên Thái ha. Hà My vô đây, Hà My làm cái hình avatar của thằng tên Thái cầm bông xăng luôn mà. Hà My đó. Mình muốn nói á, là thằng Tân Thái là nó cũng giống như là ông Đào Minh Quân. Ông Đào Minh Quân, dạ chào Hoa Hướng Dương. Ổng xúi mấy mấy người giống như là bà Angel Fan với lại thằng James Nguyễn là về là muốn tổ chức móc nối để biểu tình biểu tụng gì đó. Thì hai người đó mỗi người lãnh 14 cuốn. Rồi cái ông Đào Minh Quân, ông ở bên đây đâu có ai làm gì ổng đâu, ổng đâu có bị mất mát gì đâu. Bây giờ thằng Tân Thái cũng vậy, nó xúi mấy người ở Việt Nam đi biểu tình quậy phá gì đó. Thì nếu mà mấy người đó bị ở tù thì nó ở bên đây nó cũng phè phè thôi, đâu có ai là đụng chạm gì tới nó đâu. Mà tại Đúng. sao mấy 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 người, mình muốn nói với mấy người ở Việt Nam á, thằng đó trình độ nó không học hành thì nó mới đi làm neo. Mà nếu là mà nó có trình độ, con người trình độ mà tài giỏi á, thì nó đã làm cái ông này bà nọ rồi, chứ không phải là một thằng đi đi vũ neo suốt ngày mà hô hào làm chính trị, xúi người này xúi người kia. Nếu mà mấy người á, ok, mấy người mà đi theo nghe lời những cái người nào mà ta có học hành á, người ta thông minh, người ta có học hành học vị rồi, thì mấy người nghe tụi nó thì ok. Còn thằng này thằng đi vũ neo mà đi đi nghe lời nó để quậy phá đất nước là rất là dở. Mình đi mình làm học trò cho cái người khôn, chứ mình đâu có thể nào mà đi làm học trò mà đi làm học trò cho cái thằng thằng đi vũ neo. Đúng. Nó ở bên đây thì bây giờ nó ở bên đây. Bây giờ các người mà đi biểu tình, biểu tụng gì đó, quậy phá gì đó, mấy người ở tù, nó bên đây nó diễn đàn để nó gào rồi nó khua môi múa mép thôi. Chứ nếu mà nó có bản lĩnh thì nó về đi, nó về Việt Nam nó cầm đầu biểu tình đi. Nó đâu có dám Đúng. đâu. Mà tại sao các người ở bên đây lại nghe, các người ở Việt Nam lại nghe lời nó? Tôi bảo đảm các người ở Việt Nam trình độ hơn nó nhiều. Tại vì nếu mà nếu mà con người nó mà trình độ hay là nó có cái học vấn gì đó thì nó không có phải mà đi đi ra vũ tìm neo. Không phải đi đi Đúng vũ rồi. neo. Tại sao lại lại nghe những nghe nghe lời những thằng như vậy? Benny Trương thì không biết nó làm gì, nhưng mà Tân Thái này, Rose Dow này, Mimosa Nguyễn này, tụi đó là toàn là tụi vũ neo không? Tiger Nguyễn, tụi toàn toàn là tụi vũ neo không? Mà Vậy hả? nó đi đốc mấy người để biểu tình. Mà tại sao mấy người nghe lời nó? Phải mà như nó mà kỹ sư, bác sĩ hay là cái gì đó, giáo sư hay cái gì đó, ok, nghe lời nó cũng được. Nó chỉ là Nó không. thằng đi vũ neo suốt ngày thôi mà đi nghe lời nó để biểu tình biết. Mà nếu mà biểu tình mà nó kêu là dùng bom xăng cái này cái nọ thì có thể gây ra chết người.
mà nếu mà những người mà đi bị những người mà vô tội mà ta bị liên can ta chết người thì các người mà gây ra bạo động là sẽ không phải là chuyện chơi, là những cái tội đó là dựa cột chứ không phải chuyện chơi, mà gây ra chết chóc cho những người mà lực lượng làm nhiệm vụ công an hay là cơ động mà gây gây ra những cái án mạng cho những người đó thì tội càng nặng hơn nữa. Tại vì những cái người đó là ta bảo vệ pháp luật, ta thực thi pháp luật, ta được pháp luật bảo vệ. Nên đừng có nghĩ nó đơn giản. Đúng rồi đó, những cái người ở đây, cái người ở đây là toàn mà nghe lời nói, những cái loan không ra gì không à Dương ơi, nó toàn là thứ gì đâu không à. Chứ còn mà nếu mà ta có ăn học rồi, những cái người mà họ làm ăn đâu mà không có ai nghe cái loài này đâu, họ nghe cái thằng này nó tối ngày nó gào thét y một cái thằng điên vậy, ai mà nghe. Chỉ còn cái loài mà ăn không ngồi rồi cái thứ không ra gì á, không chịu đi làm gì hết á, rồi tối ngày là nói chung là ăn rồi tối ngày không chịu đi làm, rồi tối ngày nghe lời là cầm 3 tiền 3 cọc rồi tiếp tay cho những vậy thôi. Chứ còn những người họ mà có ăn học này, họ có trình độ, với là họ có công ăn việc làm, không ai mà đi làm nghe lời những cái loài này đâu. Thứ tài trong trong chú cồi trong nước là toàn cái loài ổ hợp không à, đó là mà mới nói vậy đó, chỉ có vài mà đứa thôi à. Chứ Thì còn như Việt vậy Nam mình cứ nghe lời nó suối, ở tù ai, ở tù mình, nó bên này nó đâu có bị cái gì đâu, trừ khi nào mà nó về Việt Nam hay là cái gì đó thì nó bị bắt thôi. Còn nó ở nó cứ ở bên này nó suối, người ta biểu tình thì những người biểu tình có cái gì thì những người biểu tình chịu trách nhiệm, nó đâu có bị gì đâu. Rõ ràng là ông Đào Minh Quân ông suối hai người nè, ông Vương Văn Thả nè, ông Vương Văn Thả bị ở tù 15 năm nè. Rồi vừa vừa rồi thì Angel Phan với lại thằng James Nguyễn, rồi mỗi người 14 cuốn, rồi thêm mấy người ở Việt Nam mỗi người 5 7 cuốn gì đó. Trong khi đó ông Đào Minh Quân bên đây cũng phè thôi, đâu có ai làm gì ổng đâu. bởi vì mà ngu, bởi mà bởi em trai chị Lisa, bởi vì mà ngu Dương ạ. Đứa ở trong nước này nè nó ngu lắm, nó ngu là ngu cách gì này? Nó ham đồng tiền mà nó không biết gì, nó giống như tỏ vẻ ta đây là anh hùng cứu nước đó, mà cứu cái kiểu gì không biết nữa. Anh hùng Đâu nhưng có cái lý mà do gì đâu không có một mà có lý cái do lý gì do nữa. gì. Nói cái đặc khu kinh tế gì người ta cũng đã dừng rồi, rồi nói tàu bán đất cho tàu, người tàu ở Việt Nam tràn lan, người tàu ở ở ở Việt Nam là cả trăm năm nay rồi, ở quận chợ ta ở cả trăm năm nay rồi. Nếu mà người ta đã lấy nước ra lấy nước lâu rồi, đâu có phải cái chuyện mà dễ lấy nước Việt Nam. Tàu nó đã đô hộ Việt Nam cả ngàn năm rồi, cuối cùng nó có lấy được nước Việt Nam không? Họ ở chợ lớn đó mấy chục năm rồi, đâu có gì mà phải nói là mình nói mà mình phân tích ra họ là chỉ bên cái bộ chính trị của họ thôi. Chứ còn họ người Tàu họ qua đây họ làm ăn, họ cũng là người dân y với mình mà thôi, Đúng bạn có rồi. biết Mình không? Trong đi cái bộ khác đó là cái chiều hướng nó khác, còn họ cũng là người dân, còn mình đây người dân thì họ họ cũng có người tốt người xấu, chứ không phải là mình vô được cả nắm được. Họ qua đây họ làm ăn, đó là mình nói là họ có hợp tác làm ăn, họ cũng là con người, họ cũng hợp tác làm ăn. Thì mình cũng vậy, người Việt mình cũng có cái chờ chờ Việt Nam tại Trung Quốc cũng có, sao không có mình được. mình về Việt Nam, mình đi Nha Trang, mình đi Đà Nẵng thì mình thấy hầu hết người dân Trung Quốc mà đi du lịch ở Việt Nam nhìn những người đó, ta không có phải là nhìn người ta giống như cũng giống như những người dân bình thường thôi, những người dân bình thường thôi. Chứ còn mà nếu mà những người mà ta giàu có hay ta cái gì đó, ta sẽ đi những cái đi du lịch những cái nước khác. Còn những cái người mà mình thấy hầu hết họ là những người cũng giống những người bình thường, những người lao động bình thường thôi, người 50 60 tuổi, 60 70 tuổi thì người ta đi qua du lịch của nước mình, thì tại vì dân số người ta đông thì cái thành nói chung thành phần dân số của Trung Quốc thì nó cũng người 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 thu nhập trung bình nhiều hơn người giàu. Mà cái nước mình thì gần với người ta, du lịch nước mình nó cũng rẻ nên người ta tới thôi, có cái chuyện gì người Trung Quốc Chị chẳng chuyện đó
Chuyện đó là cũng bình thường, không có cái gì mà lạ hết á. Tại Ừ. chẳng qua là À. nó không ưa đất nước, nó mà đã muốn xuyên tạc đất nước thì My cũng nói là cỡ nào nó cũng ngoài ra để nó nói, để có chuyện để nó nói, để nó chà đạp hết. Thì chị bởi đến chi My nói là thôi tụi này cũng phải cần giải thích, cũng cần giải thích. Nó đã cố tình có giải thích loài trứng này á, thì cũng để hơi cho mình kêu gọi ra trong những người gọi phải tiếp tay với chúng nó thôi. Nên chi Người là Trung Quốc không từ thủ đoạn nào hết á. ngày xưa là người Trung Quốc ở Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà càng ngày cái người Trung Quốc người ta đã hòa đồng, người ta đã bị cái người Việt Nam mình đồng hóa rồi. Bây giờ cái đời mà F3, F4 của người Trung Quốc, người ta đâu có nhiều người biết nói tiếng Tàu nữa đâu. Ừ. Nói chung Người là ta trên trời lớn là đâu tao không cho đâu. nói cái chuyện mà người Trung Quốc qua đây người ta sẽ đồng hóa người Việt Nam, chuyện vô lý. Bây giờ cho nó qua thì nó qua vài ngàn người, mà dân số Việt Nam mình 94 triệu, mà sao mà vài ngàn người mà đồng hóa 94 triệu dân? Cái suy luận tụi nó rất là ngu, nhưng mà không biết tại sao nhiều người tin nó, cứ nhắm mắt hay nó nói cái gì để nghe. Nhưng cái luận điệu của chúng nó là chỉ như vậy thôi, là luận điệu của chúng nó cái luận điệu của Nam để đứng dậy với những có một cái loài là nó không ưa trong những cái có một cái số nào đó không có thích về bên chính quyền nữa đó, nó không thích đó đó, nên chi là rất là kêu gọi rất là mạnh, là chỉ có một cái số những cái người mà đòi là dám hy sinh để chết á, thay thế là những người đó chắc có cái vấn đề gì đó trong cái chính phủ, ở trong cái chỗ cái nơi gì khu vực họ ở á, đâm ra là họ rất là kêu gọi mình cũng thừa hiểu cái chuyện đó, thế làm sao mà làm vừa lòng người được hết được, Không không cứ có mình cái không đấy không có cái bạn chính phủ cũng không có cái chính phủ nào, không có cái quốc gia nào mà làm hài lòng hết tất cả người dân. đúng Chính đó là... hiện ở ở nước Mỹ này cũng vậy này. Cái người người da đen, người ta lúc nào người ta cũng nói họ là dân oan hết, tại vì người ta bị có nhiều nhiều trường hợp người ta cảnh sát da trắng bắn chết rất là nhiều, nhưng mà khi ra tòa thì cảnh sát da trắng được được được, được vô tội, tuyên án vô tội. Ở Mỹ này một năm trung bình có 3.000 người bị 3.000 người dân bình thường bị cảnh sát bắn chết, mà trong trong đó nhiều người da màu da đen, thì họ họ lúc nào họ cũng nghĩ người ta là dân oan hết, tại vì người ta bị bắn bị giết, nhưng mà cái người cảnh sát đó thì lại không, có nhiều trường hợp mình thấy vô lý hết sức luôn, thì cảnh sát cứ nói là kêu nó đưa tay lên, nó không chịu đưa tay lên rồi bắn nó chết. Mà khi bắn nó chết thì trong người người ta đâu có vũ khí gì đâu, mà ra tòa thì tuyên bố thì tòa tuyên bố thì người cảnh sát da trắng là có kêu là theo cái tiếng nói của mình là đúng quy trình. Rồi mới đây nữa, trên mạng này mới mới xôn xao là có một cái cửa hàng đó, là mấy cái sản phẩm mà để chăm sóc dầu gội đầu mấy người da đen thường dùng á, là nó lấy cái cửa hàng đó nó khóa hết mấy cái đồ đó, tại vì nó nói là người da đen, nó nói người da đen ăn cắp, thì người da đen người ta nghĩ là người ta bị kỳ thị, tại vì sao những cái sản phẩm đó là chỉ có người da đen dùng thôi à. Nhưng mà nó kiểu như là thường thường ở vô mấy cái shopping á, mình cứ lấy thôi, nhưng mà có cái cửa hàng đó nó bỏ vô tủ, nó đóng lại, thí dụ như mà ai muốn mua thì kêu cái nhân viên đó mở 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 cửa lấy, chứ không có chứ nó không nhưng mà cái đặc biệt là nó chỉ cái mấy cái sản phẩm đó mà cái người da đen người ta thường dùng thì nó khóa lại, cho nên người da đen người ta bị kỳ thị, ta bị phân biệt đối xử đó. Chính nước Mỹ là một 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 đất nước được cho là rất là tự do, rất là văn minh, mà nó cũng còn có những cái trường hợp đó xảy ra, thì đừng có nói Việt Nam, tại sao Việt Nam thế này thế nọ. Nếu mà Việt Nam mà giống như Mỹ thì Việt Nam không phải là Việt Nam nữa rồi. Đúng Nếu mà nó đem Việt Nam ra so với Mỹ, mà Việt Nam giống như Mỹ thì Việt Nam ngồi ngồi cùng mâm với Mỹ rồi, chứ không phải là nói là Việt Nam là một nước lớn.
đâu có thể mà đi so sánh, mang Việt Nam ra so sánh với Mỹ được. Bởi tụi này nó nói mà quá chênh lệch, quá khập khiễng. Nó so Việt Nam với Mỹ quá khập khiễng, đúng không? Nó so với mình quá khập khiễng. Rõ ràng Nó là không vậy. ra, Làm nó không sao có mà vui. đi nước Mỹ nó có hơn 300 năm phát triển, nó chưa bao giờ mà có một cái chiến tranh gì hết. Nó chỉ có một cái chiến tranh Nam Bắc nội chiến thôi, nó chỉ có cái Nam Bắc nội chiến thôi, nhưng mà cũng đã hàng trăm năm rồi. Trong khi đó Việt Nam mới có hòa bình được 40 mấy năm mà chỉ có 20 mấy năm phát triển. Đi so Đúng sánh rồi. Việt Nam với OK, vậy thôi mình có những cái đó mình muốn chia sẻ thôi. Hà My mời 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 khách khác đây. Yeah.